chào các bạn đã đến với kênh Hisu Shop nhé. Bật mí với cả nhà là có một em chip làm mưa làm gió mấy ngày nay. Bên shop em bán quá trời mà không kịp lên clip luôn. Xin giới thiệu, đó là em lưới xuyên thấu phối gen siêu gợi cảm có mã sản phẩm 7367. Các bạn dùng Zalo thì hãy kết bạn bằng cách quét mã Zalo của Hisu Shop nằm ở bên tay trái màn hình để được tư vấn mua hàng nhé. Ngoài ra, mẫu mới luôn được cập nhật tại Zalo của shop sẽ giúp các bạn tiện theo dõi hơn ạ. Phải nói em này sexy có thừa nha. Mặt trước là vải lưới siêu mỏng, nó mỏng đến xuyên thấu luôn. Tay thảo để bên trong mà thấy luôn nè. Chất vải mềm mịn lắm nha, còn về độ co giãn thảo chấm em này đạt 10/10. Mặt sau là gen hoa rất mềm, ở lưng còn thiết kế dây chéo gợi cảm. Mặc em này khỏi lo hầm bí thâm mông, diện đồ body bó sát bất chấp luôn nha. Đẹp từ kiểu dáng đến chất lượng thế này, mà mấy bà không hốt ngay em này thì thật là phí đó nha. Hàng chuẩn mà giá cực kỳ phải chăng chỉ có 35k một em thôi. Nhanh tay đặt hàng qua hotline 0932003914 Hisu Shop. Cú phát đặt hàng ở ngay bên dưới màn hình. Các bạn đọc mã 7367 cộng số lượng quần cần mua là ok. Rất đơn giản phải không nào? Thích thì các bạn hãy like video clip và đăng ký theo dõi kênh Hisu Shop để không bỏ lỡ những mẫu mới nhất, hấp dẫn nhất nhé. Em này free size dưới 56kg, vòng 3 dưới 95cm. Mặc thích nhớ kiếm thảo nha. Hi hi hi.